nghệ NFT sẽ giúp Việt Nam trở thành trung tâm game thế hệ mới. Poly Network tặng 500.000 đô la cho hacker trộm tiền của mình. Messi đến PSG, giá trị fan token câu lạc bộ này tăng gấp 13 lần trong 7 ngày. Sau Elon Musk, Dogecoin tiếp tục được tỷ phú chống lưng. Hơn một nửa ngân hàng hàng đầu thế giới đều đang xúc tiến giao dịch tiền kỹ thuật số. Hàn Quốc thí điểm CBDC trên điện thoại Samsung. Quý vị đang đến với bản tin Cryptocurrency, tiền điện tử trên kênh FBNC. Theo Yahoo Finance, Michael Saylor, CEO của công ty phân tích kinh doanh MicroStrategy, tin rằng vốn hóa của Bitcoin sẽ vượt qua vàng trong 10 năm tới. Lý giải cho điều này, vị CEO cho rằng do Bitcoin bị giới hạn ở mức 21 triệu đồng, hoạt động cung cầu sẽ dẫn đến sự khan hiếm và duy trì đà tăng giá trị của Bitcoin. Lượng Bitcoin được tạo ra cũng bị cắt giảm 4 năm một lần, tương tự như cách chúng ta khai thác các mỏ vàng trong tự nhiên. Ngoài ra, thiết kế Bitcoin khiến nó trở thành hàng rào chống lạm phát và bảo đảm giá trị về dài hạn. Lý do thứ hai đến từ việc giao dịch Bitcoin diễn ra theo hình thức kỹ thuật số trên blockchain, khiến loại tiền này có độ bền cao hơn nhiều so với tiền giấy hay tiền xu thông thường. Nó được coi là bước tiến lớn hướng đến đơn giản hóa giao dịch ngân hàng trên nền tảng kỹ thuật số. Và cuối cùng, tất cả mọi người đều có thể sở hữu Bitcoin. Nó không phải vật bảo đảm tài sản cho những nhà đầu tư giàu có, không bị cất giấu trong các văn phòng tài chính doanh nghiệp hoặc dành cho những người tham gia sớm. Bất kỳ ai cũng có thể mua bán và kiếm lời từ Bitcoin, bảo đảm nhu cầu sử dụng về lâu dài. Ông Saylor cho rằng tổng giá trị vốn hóa thị trường của Bitcoin có thể chạm tới mức 300.000 tỷ đô la về dài hạn, khiến mỗi đồng Bitcoin quy đổi ra có thể lên tới 14 triệu đô la, và đi kèm với đó là sự tăng giá không ngừng. Trong một nước đi bất ngờ, nền tảng tiền ảo Poly Network là nạn nhân trong vụ trộm mới đây đã mời chính các hacker đứng sau vụ tấn công trở thành cố vấn cho công ty và hứa hẹn phần thưởng 500.000 đô la nếu hacker khôi phục thành công 200 triệu đô la tiền quỹ của người dùng. Trong một tuyên bố, Poly Network cho biết, để gửi lời cảm ơn cũng như khuyến khích Mr. Whitehead đã tiếp tục đóng góp cải thiện hệ thống bảo mật trên thế giới blockchain cùng với Poly Network, chúng tôi trân trọng mời anh làm trưởng cố vấn bảo mật cho công ty. Poly Network nói thêm, để bày tỏ lòng biết ơn, nền tảng này vẫn sẽ chuyển khoản tiền thưởng 500.000 đô la đến một ví điện tử đã được hacker chỉ định. Sau vụ việc, Poly Network khẳng định họ không có ý định buộc Mr. Whitehead chịu trách nhiệm pháp lý. Dư âm về câu chuyện Messi rời Barcelona sau hơn 2 thập kỷ gắn bó để chuyển tới thi đấu tại Pháp cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain dường như vẫn chưa hết nóng. Chia sẻ với hãng tin Reuters, PSG tiết lộ, siêu sao bóng đá Argentina đã được thanh toán một phần hợp đồng bằng tiền ảo dưới dạng token PSG, loại tiền mã hóa mà câu lạc bộ này tạo ra cho người hâm mộ. PSG không nói cụ thể, nhưng theo các nguồn tin, thì con số tiền ảo mà Messi đang nhận được lên tới 30 triệu đô la. Vào ngày 10 tháng 8, khi Messi ký hợp đồng và thông tin được công bố chính thức, thì giá trị đồng PSG fan token đã được giao dịch quanh mức 59 đô la. Tuy nhiên, chỉ trong chưa tới 10 ngày, đồng tiền ảo chính thức của câu lạc bộ PSG đã chứng kiến xu hướng tăng giá đáng kể. Đến thời điểm viết bài, thì giá một token của đội chủ sân công viên các hoàng tử đã lên tới hơn 785 đô la, tức gấp hơn 13 lần. Với thành công của Spider-Man NFT, sau khi đã có tất cả 60.500 token được bán hết trong vòng 24 giờ sau khi ra mắt, như mong đợi, Marvel Entertainment đã quyết định mở rộng vũ trụ NFT của mình. Và tất nhiên, nhân vật tiếp theo cũng là một biểu tượng mang tính tự do. Không ai khác, đó là Captain America. Bộ sưu tập NFT mới có tên gọi là Marvel Mighties, bao gồm Steve Rogers, Captain America đầu tiên, John Walker, Sam Wilson, Bucky Barnes, The Winter Soldier và kẻ thù không đội trời chung Red Skull. Công ty giải trí hàng đầu này đặt mục tiêu biến tháng 8 sẽ trở thành tháng Marvel trên thị trường VV. Do đó, người hâm mộ có thể mong chờ rằng sẽ có nhiều siêu anh hùng có thể xuất hiện trong những tuần tiếp theo. Được tạo ra như một trò đùa của giới tiền điện tử, nhưng đến nay Dogecoin lại liên tục được ngợi ca như là một loại tài sản số hữu dụng. Theo CNBC đưa tin, mới đây tỷ phú người Mỹ Mark Cuban đã khẳng định quan điểm của mình trên truyền hình rằng Dogecoin mạnh nhất khi được sử dụng như phương tiện để trao đổi, mua sắm hàng hóa và dịch vụ. Sự không hoàn hảo và đơn giản là điểm mạnh lớn nhất của Dogecoin, vì Dogecoin rất rẻ nên mọi người đều có thể mua và tận hưởng.
Ngay lập tức, dòng Twitter trên đã được reply lại mà không ai khác đó chính là Elon Musk, người được cho là cha đẻ của đồng tiền này. Trước đó, vào hồi tháng 5, Elon Musk cho biết đã làm việc với các nhà phát triển Dogecoin để cải thiện hiệu quả giao dịch hệ thống. Mục tiêu của ông là khiến cho Dogecoin dễ sử dụng đến mức nhà đầu tư có thể dùng nó để thanh toán cho một tách cà phê. Sau khi thông tin báo lãi khủng tăng trưởng 4.900% trong quý 2 vừa qua, Coinbase tiếp tục đặt mục tiêu trở thành đế chế Amazon của thế giới tiền ảo và muốn niêm yết tất cả tài sản tiền điện tử một cách hợp pháp. CEO của Coinbase cho biết, chúng tôi có một quy trình rất nghiêm ngặt được tạo ra dựa trên sự tuân thủ và đánh giá pháp lý rõ ràng, đảm bảo an ninh mạng đối với những nội dung này để chắc chắn rằng các hoạt động đều tuân thủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, khi đã quen thuộc và thoải mái với những điều đó, thì chúng tôi bắt đầu muốn nghiên cứu để niêm yết các loại tài sản khác nhau, đáp ứng các tiêu chí niêm yết theo quy định. Trong thông báo chính thức, Coinbase đã liệt kê 22 đồng tiền điện tử mới, bao gồm cả Dogecoin, và khẳng định Coinbase không xác định được đồng tiền nào sẽ phát triển, sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua cạnh tranh của thị trường. Nền tảng này chỉ hỗ trợ mọi tài sản hợp pháp cho khách hàng của mình. Trước đó vào cuối tháng 6, sàn giao dịch tiền số lớn nhất nước Mỹ cho biết họ có tham vọng ra mắt một cửa hàng ứng dụng giống như Apple, nhưng chỉ dành riêng cho tiền ảo. Theo nghiên cứu của Block Data, hơn một nửa trong số 100 ngân hàng lớn nhất theo tài sản được quản lý là các nhà đầu tư vào các công ty và dự án dựa trên công nghệ blockchain và tiền điện tử. Các gã khổng lồ ngân hàng toàn cầu được cho là đang gia tăng sự tham gia của họ vào các công ty tiền điện tử và blockchain mới nổi bằng cách cấp vốn giai đoạn đầu và giai đoạn cuối cho các dự án và doanh nghiệp trong ngành. Nghiên cứu của Block Data xếp Barclays, Citigroup và Goldman Sachs vào số những người ủng hộ tích cực nhất cho các công ty tiền điện tử và blockchain, với JP Morgan và BNP Paribas cũng được xác định là các nhà đầu tư nối tiếp trong không gian mới nổi này. Nghiên cứu cũng cho thấy lưu ký tiền điện tử là điểm tập trung chính cho các ngân hàng đào sâu vào không gian tiền điện tử, khi hơn một nửa trong số 100 ngân hàng hàng đầu đều đang phát triển các giải pháp lưu ký tiền điện tử hoặc đang hỗ trợ cho các công ty khởi nghiệp cung cấp dịch vụ lưu ký cho tài sản kỹ thuật số. Tòa án tối cao của London đã ra lệnh cho Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, xác định và đóng băng tài khoản của các tin tặc liên quan đến vụ trộm trị giá 2,6 triệu đô la trên nền tảng của mình. Hành động của tòa án theo yêu cầu từ một công ty tiền điện tử có tên là Fetch.ai, cho biết tài khoản Binance của họ đã bị xâm phạm vào tháng 6. Theo bản ghi nhớ của quá trình tố tụng tại tòa án tối cao, Fetch.ai cáo buộc rằng các tin tặc đã thực hiện bằng nhiều loại tiền điện tử như Tether, Binance Coin, Bitcoin và FET. Mặc dù hiện tại Binance đã đóng băng một số tài khoản nhất định, nhưng Fetch.ai sẽ phải chứng minh rằng mình thực sự là nạn nhân của một âm mưu lừa đảo trước khi có thể yêu cầu tòa án trả lại tiền. Theo một nghiên cứu gần đây của công ty công nghệ tài chính Heartbeacon, gần 1/3 người Canada đã phân bổ một số quỹ trong tài sản kỹ thuật số với Bitcoin và Ethereum là những tài sản phổ biến nhất. Theo kết quả thì cứ 10 người tham gia trả lời, có 3 người nói rằng họ đã mua tài sản kỹ thuật số, với 85% tiếp xúc với Bitcoin và 75% tiếp xúc với Ethereum. Tuy nhiên, bất chấp sự phổ biến của nó, chưa đến 5% số người được hỏi đánh giá Bitcoin là một khoản đầu tư an toàn, so với 21% tin rằng mua cổ phiếu thì an toàn hơn, trong khi 65% cho rằng trái phiếu chính phủ là lựa chọn an toàn nhất. Điều thú vị là đầu tư vào cổ phiếu meme như Cineplex, AMC và GameStop đang là xu hướng ngày càng tăng của các công dân Canada, vì 13,3% người tham gia thừa nhận họ đã đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình với những thứ đó. Khi nói đến độ tuổi, cuộc thăm dò kết luận rằng những người từ 25 đến 44 tuổi cởi mở hơn với ý tưởng đầu tư vào cổ phiếu meme, vì 30% trong số họ đã làm điều đó. Cũng theo một cuộc khảo sát được thực hiện bởi sàn giao dịch tiền điện tử Gemini với 4.000 người tại Singapore, thì 78% người được khảo sát sở hữu Ethereum, 69% sở hữu Bitcoin và Cardano đứng thứ 3 với 40%. Theo báo cáo, sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với tiền điện tử tăng lên một phần là do đại dịch COVID-19, vì 67% số người tham gia khảo sát đã đầu tư nhiều hơn trong thời gian diễn ra đại dịch để phòng ngừa lạm phát hoặc kiếm thêm thu nhập do đất nước bị phong tỏa. Mặt khác, thiếu kiến thức và hiểu biết là yếu tố hàng đầu ngăn cản các chủ sở hữu khác đầu tư vào loại tài sản này. Sự biến động của thị trường tiền điện tử, tính chất rủi ro của các khoản đầu tư và thiếu quy định pháp lý cũng được ghi nhận là những rào cản để gia nhập. Hiện Singapore đang nổi lên như một trung tâm tiền điện tử của châu Á, khi đây là quốc gia có nhiều quy định thuận lợi đối với ngành này và đặc biệt là không đánh thuế đối với thu nhập từ tiền điện tử.
Công ty hoạt động trong lĩnh vực Bitcoin là GoSats vừa ra mắt thẻ phần thưởng hoàn tiền cho khách hàng tại Ấn Độ, có thể tạo ra cơ sở cho việc phổ biến tiền kỹ thuật số ở quốc gia đông dân thứ hai thế giới này. Người dùng sẽ có thể có được lãi suất bằng Bitcoin đối với tất cả phần thưởng đạt được qua ứng dụng. Sản phẩm mới này được giới thiệu qua sự hợp tác với Công ty Thanh toán Quốc gia Ấn Độ NCPI, tổ chức phi lợi nhuận nhằm tăng cường thanh toán tiền kỹ thuật số và hệ thống thanh toán bù trừ trên cả quốc gia. Thẻ phần thưởng GoSats có thể được truy cập qua ứng dụng di động và phần mở rộng trên trình duyệt web, cho phép người dùng hoàn tiền bằng Bitcoin khi chi tiêu tại những thương hiệu lớn như Amazon, Starbucks và Flipkart. Theo báo cáo của The Korea Times, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đang thử nghiệm một loại tiền kỹ thuật số thông qua điện thoại thông minh Galaxy của tập đoàn công nghệ khổng lồ Samsung Electronics. Chương trình thử nghiệm nhằm mục đích xác định xem liệu có thể thực hiện thanh toán qua điện thoại di động bằng tiền kỹ thuật số không có Internet hoặc gửi tiền CBDC đến điện thoại di động khác hoặc đến các tài khoản ngân hàng được kết nối khác hay không. Giai đoạn đầu tiên của quá trình thử nghiệm sẽ chạy cho đến tháng 12 và sẽ đánh giá mức độ phù hợp của công nghệ. Giai đoạn 2 dự kiến kéo dài từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2022 sẽ đánh giá tính thực tiễn của việc Ngân hàng Hàn Quốc mở rộng các hoạt động ngân hàng để kết hợp CBDC. Nếu thí điểm thành công, Hàn Quốc sẽ là một trong những quốc gia đầu tiên cung cấp giải pháp dùng CBDC thay cho các dịch vụ như Apple Pay và Google Pay, cho phép thanh toán điện thoại không tiếp xúc mà không cần phải kết nối Internet. Finder.com vừa đưa ra báo cáo đánh giá xu hướng chấp nhận tiền kỹ thuật số trong 27 quốc gia châu Âu, châu Á và châu Mỹ. Theo đó, quốc gia đang phát triển như Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia dẫn đầu về chấp nhận tiền kỹ thuật số, ghi nhận nhiều ứng dụng quan trọng đối với tiền kỹ thuật số trong chuyển tiền và giải pháp tài chính. Nghiên cứu của Finder trên 42.000 người trên 27 quốc gia cho thấy Việt Nam có tỷ lệ chấp nhận tiền kỹ thuật số cao nhất, với 41% người phản hồi khẳng định họ đã mua tiền kỹ thuật số. 20% người Việt Nam cho biết họ đã mua Bitcoin, đồng tiền được mua nhiều nhất trong các quốc gia khảo sát. Nhìn bề ngoài, con số này có vẻ gây ngạc nhiên. Tuy nhiên, những nghiên cứu khác cho thấy Việt Nam đang tăng trưởng cực mạnh khi nói về sự chấp nhận tiền kỹ thuật số. Trước đó, Việt Nam đứng thứ 13 khi nói về chấp nhận Bitcoin trong năm 2020, trong khi nền kinh tế lại đứng thứ 53 về GDP. Tuy nhiên, giao dịch tiền điện tử tại Việt Nam vẫn chưa được thừa nhận là hợp pháp. Ứng dụng NFT vào game sẽ giúp các sản phẩm của Việt Nam có thể vươn ra toàn cầu, đưa Việt Nam trở thành thủ phủ của game thế hệ mới. Đây là nhận định được đưa ra bởi các chuyên gia về blockchain và game tại triển lãm NFT Plus GameFi tổ chức trực tuyến mới đây. Trong đó, cụm từ GameFi là thuật ngữ chỉ các trò chơi trên blockchain kết hợp yếu tố tài chính play to earn, tức là cho phép người dùng chơi để kiếm tiền. Còn NFT, Non-Fungible Token, là công nghệ dựa trên blockchain, biến các nhân vật, vật phẩm trong game trở thành duy nhất, không thể bị sao chép, làm nhái, từ đó tạo ra giá trị riêng. Từ thực tế trong nước, các chuyên gia cho rằng đang có cơ hội lớn cho Việt Nam trở thành thủ phủ của game thế hệ mới khi sở hữu tiềm năng mạnh từ các nhà phát triển, cũng như số lượng người chơi trong nước. Trong top 10 nhà xuất bản game mobile giữa các quốc gia Đông Nam Á, Úc và New Zealand, Việt Nam có 5 nhà phát hành game lọt vào danh sách gồm Amanotes, OneSoft, GameCham, VNG và Araso. Mặt khác, theo thống kê của App Annie, trong 68 triệu người dùng di động tại Việt Nam, có khoảng 57% người chơi game. Thời gian trung bình hàng ngày cho game của họ lên tới 3,9 tiếng. Việt Nam cũng đứng thứ hai tại Đông Nam Á về thị phần tải game trên các ứng dụng mobile với 22%, chỉ sau Indonesia 38%. Bản tin tiền điện tử đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau.